Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Wear Cartoon. Việc một bộ cartoon bị ghét có thể đến từ nhiều lý do, có thể từ nội dung hoặc là từ nhân vật của bộ cartoon đó bị nhiều người ghét. Trong số những bộ cartoon bị nhiều người ghét nhất thì có một cái tên khá quen thuộc mà khi nhìn vào tiêu đề của video ngày hôm nay thì các cậu cũng đã biết rồi, đó chính là Uncle Grandpa. Và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem tại sao bộ phim này lại bị nhiều người ghét đến như vậy nhé. Let's go! Uncle Grandpa là một bộ cartoon theo phong cách hài kịch siêu thực được thực hiện bởi Peter Brogert, người đứng sau thành công của Adventure Time. Bộ cartoon này được công chiếu trên Cartoon Network từ ngày 2 tháng 9 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 với 5 mùa và 153 tập phim. Điểm làm nên nét nổi bật của bộ cartoon này chính là những chi tiết hài hước siêu thực, đi cùng với đó là những nhân vật có phần kỳ quái. Từ khi ra mắt, phim đã tự có cho mình một lượng anti-fan đông đảo. Đa số họ đều cho rằng đây là bộ cartoon rất tệ. Ấy vậy, phim vẫn được sản xuất tận 5 mùa trong 4 năm, chứng tỏ sức hút của nó đối với khán giả là rất lớn. Mỗi tập phim có độ dài 14 phút với cấu trúc không đổi qua các tập phim. Cụ thể sẽ là 7-9 phút cho câu chuyện chính và một vài trò đùa thị giác được thực hiện bởi các nhân vật chính của bộ cartoon. Cốt truyện của các tập xoay quanh hành trình của Uncle Grandpa đi hỗ trợ những trẻ em giải quyết những vấn đề. Song sự giúp đỡ của ông thường không có tác dụng và sai lầm, thậm chí dẫn đến những hỗn loạn rất kỳ quái. Những người bạn đồng hành của Uncle Grandpa bao gồm một chiếc túi đeo bụng mang tên Belly Bag, một con khủng long xanh tên Mr. Gus, một miếng pizza lắm lời tên Steve và một con hổ biết bay. Tất cả họ cùng sống trên chiếc xe RV với nội thất siêu khủng. Lý do đầu tiên khiến Uncle Grandpa bị ghét là bởi nó mang một dáng vóc có phần giống với Adventure Time, thậm chí nhiều người còn đánh giá đây là một bản sao chép thất bại. Lý do này xuất phát từ nhiều nét tương đồng về phong cách hoạt họa và màu sắc của phim. Tuy nhiên, với Adventure Time, chúng ta có một thế giới rộng lớn với những nhân vật có chiều sâu và thú vị. Còn ở Uncle Grandpa là một thế giới kỳ lạ cùng với những nhân vật kỳ quặc và có phần điên rồ. Nguyên nhân của sự tương đồng này là bởi cả hai đều là sản phẩm của Peter Brogert. Song, theo nhiều khán giả, thì sự tương đồng này lại đem đến cho họ một sự khó chịu nhất định đối với Uncle Grandpa. Lý do thứ hai khiến cho series này bị ghét đến từ nhân vật chính Uncle Grandpa. Như đã nói ở trên, ông ta là một người rất kỳ quặc và khó hiểu. Ông luôn tỏ ra vui vẻ và cợt nhả, thiếu nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh. Nhiệm vụ của ông là giúp đỡ những đứa trẻ khi chúng đang vướng mắc với những vấn đề của mình. Song kết quả thường không đi theo đúng hướng và nguyên nhân xuất phát thường là từ chính sự cợt nhả quá mức này. Tạo hình và những hành động của Uncle Grandpa cũng là một điểm gây khó chịu cho người xem. Những câu đùa vô nghĩa liên tục được ông ta nhắc đến. Song cái đầu của ông ta thì cứ nhảy hết từ chỗ này đến chỗ khác. Dù biết đây là phong cách hài hước siêu thực, nhưng những chi tiết như vậy thực sự dễ gây khó chịu. Chính bản thân tớ cũng từng rất ghét bộ cartoon này và sẽ lập tức chuyển kênh nếu như Cartoon Network đang chiếu nó. Nguyên nhân là tớ cảm thấy rợn người và khó chịu mỗi khi Uncle Grandpa bắt đầu trò đùa với cái đầu của mình. Ông còn khiến cho người xem khó chịu bởi sự vô duyên. Một ví dụ có thể kể đến là việc ông đã cải trang thành Rose trong lần đầu tiên gặp Steven Universe trong tập Say Uncle. Như chúng ta đã biết, Rose đã hy sinh hình dạng vật chất của mình để nhường viên đá cho Steven giúp cho cậu được sinh ra. Chính vì vậy, khi Uncle Grandpa biến thành Rose là một điều vô cùng phản cảm và có thể khiến cho Steven bị tổn thương. Đó chỉ là một trong rất nhiều lần mà Uncle Grandpa thể hiện bản thân là một người vô duyên đến vô cực. Hơn nữa, ông ấy còn là một người rất không có trách nhiệm khi những giúp đỡ của ông đến những đứa trẻ thường là sự ngẫu hứng và không có sự tìm hiểu kỹ càng. Hậu quả là chúng gần như lúc nào cũng bị phản tác dụng và khiến cho vấn đề bị nghiêm trọng hơn. Uncle Grandpa cũng chỉ giúp đỡ những đứa trẻ vì làm như vậy khiến ông ta thích thú và nó phục vụ cho những lợi ích cụ thể của ông thay vì xuất phát từ lòng tốt. Thêm một lý do khác khiến cho bộ cartoon này bị nhiều người ghét, đó chính là những trò đùa của phim. Để diễn tả những trò đùa đó, ta có thể dùng những từ ngữ như phản cảm, ngu ngốc và lố bịch. Những trò đùa thường xuất hiện xuyên suốt tập phim và bất kể lúc nào, kể cả những lúc cần sự nghiêm túc thì bất thình lình một trò đùa vẫn có thể xuất hiện. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu và thành ra ghét bộ cartoon này. Những nhân vật khác ngoài Uncle Grandpa cũng là lý do khiến cho nhiều người có ấn tượng không tốt với bộ cartoon này, đặc biệt là anh chàng Peter Steve. Thú thật với các cậu thì tớ cũng từng không ưa anh chàng này cho lắm. Lý do là bởi anh ta khá tự mãn, bảo thủ và luôn tỏ ra mình là nhất và lại còn nói không ngừng nghỉ nữa. Khi xem bộ cartoon này, đôi khi tớ đã phải nghĩ thầm, tại sao không có ai đó ăn luôn cái thằng cha lắm mồm này đi cho rồi? Và có lẽ, như nghe được lời nguyện cầu của tớ, anh ta đã bị ăn thật bởi Thạch Anh Tím trong tập phim kết hợp với Steven Universe mang tên Say Uncle. Nhưng điều đó lại càng khiến tớ khó chịu hơn vì điều này thực sự phản cảm.
Bây giờ thì hãy cùng tớ nhìn về phía bên kia của đồng xu. Liệu thực sự Uncle Grandpa chỉ mang những tiêu cực hay sao? Câu trả lời là hoàn toàn không phải. Series này đã và vẫn đang có cho mình một lượng người hâm mộ lớn và yêu thích nó hết mình. Bằng chứng là bộ phim vẫn được sản xuất đến tận 5 mùa trong vòng 4 năm. Không có một bộ cartoon nào tệ lại được sản xuất nhiều như vậy cả. Những trò đùa của Uncle Grandpa có thể ngu ngốc, lố lăng, nhưng mục đích nó được làm ra là để giải trí. Hãy cùng nhìn lại về thể loại của nó, đó là thể loại hài kịch siêu thực. Điều này đồng nghĩa với việc những chi tiết hài hước đến mức lố lăng đó là bản chất của thể loại này. Uncle Grandpa chỉ đang đi theo đúng con đường của nó và phục vụ những đối tượng khán giả mà nó hướng đến. Ngày bé, dù ghét bộ cartoon này thật, song đến thời điểm hiện tại, thỉnh thoảng tớ vẫn sẽ xem lại Uncle Grandpa để giải trí. Thực sự nếu như xem nó với một tâm thế thoải mái và gạt bỏ hết những logic thông thường, thì mỗi tập phim, mỗi hành trình của Uncle Grandpa cùng với những người bạn sẽ đều khiến tớ có những giây phút khá thoải mái. Tớ cũng đã tự hỏi rằng việc trước đây mình kết bộ cartoon này liệu có quá vội vàng hay không? Với sự tương đồng về hình ảnh và màu sắc với Adventure Time, đồng thời cùng một cha đẻ, Uncle Grandpa đã bị đem ra so sánh với Adventure Time, một bộ cartoon sâu sắc, nhiều tầng nghĩa và sở hữu nhân vật được xây dựng vô cùng xuất sắc. Điều này liệu có công bằng khi hai bộ cartoon đang đi theo hai hướng và hai thể loại hoàn toàn khác nhau lại bị đem ra so sánh với nhau hay không? Dĩ nhiên, đối tượng khán giả chính của cả hai cũng khác nhau. Việc so sánh như vậy, khác nào so sánh một con khỉ về việc nó đang bơi thua một con chim cánh cụt? Điều này thật sự không công bằng. Việc ghét các nhân vật của Uncle Grandpa xuất phát khá nhiều từ định kiến của người xem. Ví dụ như khi xem bộ cartoon này, bản thân tớ thích những thứ nghiêm túc và tương đối dị ứng với những điều cợt nhả. Bởi vậy, tại thời điểm đó, những hành động của Uncle Grandpa và các nhân vật khác đã khiến tớ tương đối khó chịu, dẫn đến việc tớ ghét bộ cartoon này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, bản thân tớ đã có góc nhìn đa chiều hơn và tớ cũng hiểu ra được rằng mọi thứ khi được sinh ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Đối với Uncle Grandpa, nó đơn giản chỉ là một bộ cartoon phục vụ thuần mục đích giải trí và chỉ có giải trí mà thôi. Ấy mà chúng ta lấy những căng thẳng, những góc nhìn nghiêm túc của đời sống thường nhật áp vào và đánh giá sự giải trí mà series này mang lại có lẽ là đang không hợp lý và có phần không công bằng cho nó. Thích hay ghét một nhân vật hay một bộ cartoon là quyền của mỗi cá nhân. Chúng ta sẽ không có quyền yêu cầu bất kỳ ai thích hay là ghét giống như mình vì góc nhìn và cảm nhận của mỗi người là khác nhau. Việc Uncle Grandpa bị ghét cũng tương tự như vậy. Bộ cartoon vẫn sở hữu một lượng người yêu quý nhất định vì giá trị riêng của nó. Do đó, các cậu hãy tôn trọng khi nghe người khác nói thích một bộ cartoon mà mình ghét hay là nói ghét một bộ cartoon mà mình thích nhé. Vì biết đâu, họ chỉ là đang chưa nhận ra giá trị thực sự của bộ cartoon đó, giống như tớ trước kia mà thôi. Và trên đây là toàn bộ suy nghĩ của chúng tớ về bộ phim Uncle Grandpa. Còn các cậu thì sao? Các cậu cảm thấy như thế nào về bộ phim này? Và đừng quên cho chúng tớ biết những cảm nhận của các cậu ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Way to Where, out!